ngay bành hà nó là tôi chỉ cả vì phú bọn ôn bàn tăng hết thà bay sắp thì đôi nên nhẹ miên nông kỳ phục lúc tôi chỉ bật tay cam chia tay đó cứ miên là xa chào nạn rồi bọn ôn rock si và co chỉ bật cam một là bò với cả bán này bàn tay bọn còn flip bắt cầm nâu là dương rock ban kỳ chỉ bật cam lúc mình ai đấy bọn ôn phải nhẹ miên tì cứ bọn ôn chơi dọc lưới nó win dọc hai bọn ôn chơi chơi win dọc nó nông sản máy ca đá miên bị bật với mùi đây là những khu bình dục nó có thể cam và chia nhưng mới khơi cứ miên đôi chia khách xâm rịp từ phố khách xâm rịp cứ đi thả ba con phong đằng phơ ca áp phí vọt rồi hay khá là ngàm quán là chồng này lời gọt rồi dường lại chứ ngả cho nà con nó khách xâm rịp nâng miên cầm mát bẩn tu ở nơi tuy lúc nâng lọ bà xa xâm rịp nẹ bình dục khách là tây tiết miên đôi chia khách để khiêm trang vào lòng bình dục hồi nãy cứ miên khách xâm rịp có cống và có một xe nụ có phong xứ và cách cặp bọt và hay khai đại dương cua bình dục để chỉ đánh ban lôi phim lươn cứ khai xem riết vì bố khai xem riết nơi tôi để miên play thay mấy vì tôi ao đây cầm đàn tại can là lươn những cái này và rồi sau thì bạn nick phần nước miên cà phê khác chân cà tinh lụa ở sau miên sầm tu khăn được bố này miên lẹ lại cần vận tải cà tinh tập tập ngắt sầm lạp để miên phim sản về nơi tập to tinh rồi thay cứ miên tha tôi bây giờ miên bị bạn covid cả đói vận tải nơi thường miên mà nước bảo mạng phía rồi nó cứ bảo tập làm phía rồi có nơi bằng to tinh rồi này hay ca tính ấy cứ miên lại khăn lọ và sao chuyện ca tính môn covid vì vụ đấy nơi không có thể cam và chi dưỡng cứ tôi bây chỉ covid nói còn nơi thường miên tìm xa ca tính đâu chỉ bằng to bằng to vì vụ hai khoa lấy đợt xa khi mưa khơi thang covid ấy vì chỉ lương này ai đó sẽ bằng vì chỉ lương này miên tìm bình trọng được chứ này nhưng chưa tha xem mẹ nhông rồi chỉ mất phẹo rồi chỉ nẹ bình dục mà chỉ đốn kia nơi bằng to tinh chẳng chẳng ở chợ này ca tính vì vitamin chỉ bằng tòm tóp và sau khi mưa khơi than được tươi để không bị bắt kê cho nên người và khác tập tóp thì khác mũi để mới làm nói khoa bài khoa mà chuyện thì phố miền tây sầm mặt khoát khoai miền sầm mặt miền ấy hay bên nơi kích thì còn tiện khác tập tóp cứ nãy còn cá nhưng mình play lươn bự lươn rồi sau này bây giờ thôi đừng nào mà ông chiến nhưng tập đoàn anh chấn dương ai tập liền hay là nghĩ nhưng tập lọc vào bên bàn vì mình sẽ ngay tết hay mình chật tết là mồm chẳng cái này ai mẹ nhóm trong sài lạnh khác tập tóp ở xa hạt khoa thì mũi khác tập tóp nơi kiện trong lòng bính hơi tí tí đời xa nhưng mới khởi khai report miền thom chiết lò bà xa tràn đồng bọn eco tế cho đại dương này cash này bán hơi đồng lãi đấy nơi thu trên khai percent luôn đại dương nẹ bình dục nông sóc ai cứ cao bình dục bàn là ngày hơi khi mới khởi ha khai report nông tiền này có được cá cứ đừng tiện tin như không ai đang ở đọc từ lên tràn các bạn làm phim nói riêng của phong thưa ca sang song resort là không muốn nơi khai report đấy mình trong thằng report hàng xuống cứ chia bằng đông resort đấy miền resort nơi không nóng tan và mùi thì gió tiết này khi nhóm chim chắc mà này ai để trong thưa ca vọt mặt nam ai pi thì gió tôi có mùi thì gió trên tầng tam là thiếp ơi nơi không nóng ngày nào có cá nó như đồng phân hai dân ai sang song ba là hồ to mặt con là tục là bây cả thưa ca là tôi nhiều đồng sốc nữa rộng ơi nơi tí nút cứ như nên có đó là cả sản phẩm bom ôn và chụp lọc thì nút miên ca ngay phư và trăm ngày và trăm khai chẳng bây giờ đó sẽ kết phòng đài bởi vì cắt bằng thôi ca chẳng nạn sọc ấy xây trên khó chụp bạc cầm rốt là bao dưỡng cứ dưỡng thưa ca lúc đây lâu thì tuổi hay dương thưa ca vọt bắt đầu sầm khán cứ ho chẳng đánh bao dương kiếp chục chi bao dương mình men chinh ca chinh bị ca lúc đây lâu thì vấn đề của con tham số bao dương cứ ca lúc đây lâu còn là chỉ ca chặt đá kia con mình ở gần nơi nằm bay bằng ca cầm nán và chưa vào đây tại vì nó vấn đề kiếp chục chi một cái vọt bao dương cứ nơi bây giờ dương ai cả thì vọt tầm bằng càng mũ lòi miên tiết cho từ nặng nơi khóc chốc thưa đồng nào chung với nhé đây chỉ ca đồng công tốt dương cho ở đây bao dương mà phong nó ai đọc trong đầu ba mặt hai chiếc nó quan là nếu chỉ là trồng khăn thì mùi tí pí nơi tới đây mình tổng hôn hoa rồi ta anh chấn cả phải quát cứ dân ban block tục block na sản lập green mẹ thom chiết block na sản lập đầy sản mặt khoát khoai miền tự lê miền tầm bon sun miền tầm bon sa thiền nặng miền cả bọt xây xây chấn nơi tới đây tổng hôn mình thông resort để chán tay mà chặt cả mũi vì nghi nông ca bọc khổ từ lư ở bọt xây xây chỉ chờ chấn vì miền thom kẹt tin chở này vì bộ ôm bán hai dương vừa đi sọt còn mỗi bữa đi sọt hay dương minh xuân đặt thôn muối hay xuân đặt thôn cứ sầm đặt bầm ra đi sọt thành muối nứng và dương minh đây xong đặt thôn muối sầm đặt bầm ra đi sọt bốn thèm chẳng biết vừa ở cái operation ấy việc thú hay việc ai bầm ra như khả cái ban tiếp walk in từ ca tu sơn na ca thoát pre wedding ca tu sơn na và thoát một selfie một cam ở đây xem đi lặng lại là nó cứ sẽ cái thì hàng tháng thì tùy mà ơi tị bấy cái pot tham số copy của mình xây ở xa cái pot tham số chị đây là phải đây để rung pot ở tận sầm một để vì minh tha là đầu trang đầu xa ai nơi tôi đại dương đặc khác cứ nhớ ở rock châu trực nát cứ thòng chiết đại miên tật sầm một chân tư miên đam cha chịu sách miên sắc sạp
រកផ្សែងក្បាលដែលហៅនៅទីទុំទីនោះអញ្ចឹងវាមានការតេទៀងវាដូចជាតំបន់ទេសចរមួយថ្មីកំពង់ធំសួរគឺជាតំបន់ទេសចរបែបធម្មជាតិកែច្នៃដែលយើងហៅថាទេសចរធម្មជាតិព្រោះវាមានធម្មជាតិនៅរក្សាធម្មជាតិហើយយើងកែច្នៃដូចជាយើងដាំផ្កាដើម្បីថែមជាស្ដែងនៅទីនោះដើម្បីឲ្យដាំផ្កាបានត្រូវការដឹកដីជីពីឆ្ងាយចម្ងាយមក 10% នោះយកមកដាំរក្សាដីនោះធម្មជាតិរបស់វាដាំបានឯដី7យើងមានចំនួនច្រើនហិកតាបាទរាប់រយហិកតាហើយទុនវិនិយោគក៏យើងអាចប្រហែលបានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅយើងក៏អាចជំរុញជូនបានថាយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍រីសតជិត10រីសតហើយយើងចំណាយក្នុងមួយឆ្នាំយើងនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍បាន2រីសតហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលកពតឋានសួរទៅដល់គោលដៅគឺនឹងផ្ដល់ការងាររាប់ពាន់កន្លែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទដើមឆ្នាំ2021យើងចាប់ដើមសម្ពោធរីសតមួយដែលមានបន្ទប់សម្រាប់ស្នាក់នៅបណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2021នេះគឺផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺខែ1ឆ្នាំ2021ថ្ងៃ1ខែ1ឆ្នាំ2021គឺយើងនឹងយកថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់សម្ពោធដំណើរការរីសតដំបូងរបស់យើងដើម្បីបើកទទួលភ្ញៀវជាសាធារណៈដែលយើងមានបន្ទប់តែជា50បន្ទប់សម្រាប់ដំណើរការគម្រោងរបស់យើងគឺបើយើងនិយាយចាប់តម្រូវអត់អាចជំរាបជូនបានទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរីសត6រីសតហ្នឹងគឺយើងដូចបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺមួយឆ្នាំយើងធ្វើបានពីររីសតអញ្ចឹងវាអាចស៊ីពេល3ឆ្នាំទៀតដែលបាន67រីសតបាទអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថានៅក្នុងកាលៈទេសៈ COVID-19 នេះគឺជាឱកាសវិញចូលបងប្អូនមើលឃើញជាឱកាសហើយបងប្អូនច្នៃបញ្ហាហ្នឹងឲ្យទៅជាឱកាសពីព្រោះបងប្អូនបានដឹងហើយថា 80% នៃអ្នកមាននៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងគឺមានន័យថាចំណាក់ទ្រព្យបងប្អូនរកស៊ីប្រកបអាជីវកម្មមុខរបរអ្វីក៏បានដែរប៉ុន្តែបងប្អូនកុំភ្លេចប្រាក់ចំណូលដែលយើងរកបានពីអាជីវកម្មនោះមិនអាចឲ្យបងប្អូនខ្លាចជាអ្នកមានទេគឺបងប្អូនត្រូវយកលុយនោះវិនិយោគហើយបងប្អូនត្រូវចេះវិនិយោគនៅក្នុងសម័យកាលដែលមានវិបត្តិអ្វីមួយពីព្រោះនោះមានន័យជាសញ្ញាល្អក្នុងការលោកចូលកុំទិញដីឈូឆតាមគេអញ្ចឹងណាបាទគឺការទិញដីនៅពេលដែលឡើងថ្លៃបានយើងទៅទិញអានឹងគឺអត់ធ្វើមានចំណេញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលដីកំពុងត្រឹមឬកំពុងចុះថោកគឺជាឱកាសក្នុងការវិនិយោគសំខាន់ទី1ទី2គឺបងប្អូនការទិញអចលនៈទ្រព្យទៅនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះអចលនៈទ្រព្យបើយើងទិញអត់ស្រួលវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់លុយកាក់យ៉ាងលឿនក្នុងផងអត់ប្រេកថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទិញដីអត់បានដីលាក់លាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានការប្រយ័ត្នខ្លាំងដែរហើយការទិញដីគឺបងប្អូនត្រូវមានទស្សនៈឆ្ងាយច្បាស់លាស់ការទិញត្រូវគិតថាឥឡូវទិញយកអាចវត្តឬទិញຕົកឡើងថ្លៃអញ្ចឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យទិញកប់លុយបងប្អូនត្រូវមានទស្សនៈឆ្ងាយនិងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយបើចង់ចំណេញលុយក្នុងមួយឆ្នាំបងប្អូនចង់ចំណេញប្រហែល%គឺបងប្អូនត្រូវមានចំណេញដូចនេះឡងផុតគឺបងប្អូនត្រូវស្វែងយល់អានសភើចូលរួមសិក្ខាសាលាឬក៏សាយគប់ជាមួយអ្នកដែលជោគជ័យក្នុងវិស័យចំណាប់ប្រសាទពីព្រោះគេមានបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងស្រាប់ដើម្បីជួយកាយឡានយើងបាទអរគុណចុងក្រោយគឺបាទដែលបានជួយមកសម្ភាសថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសអរគុណដល់ Property Area បាទហើយខ្ញុំជឿថាក្នុងពេលអនាគតកាលនេះគឺខ្ញុំនឹងកពុះឆានស៊ូនឹងធ្វើការសហការជាមួយនឹង Property Area បាទហើយកាន់តែល្អប្រសើរអរគុណច្រើនបាទ